Ngày 20 tháng 10, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Đặng Hà Việt cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao đang tiến hành các thủ tục để tiếp tục ký hợp đồng với chuyên gia của đội tuyển bắn súng Việt Nam ông Park Chung-hwan, Hàn Quốc. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chỉ đạo Cục Thể dục Thể thao tổ chức hội nghị tổng kết Asian Games, ASEAN 19 và định hướng cho các kỳ đại hội lớn tiếp theo. Tại hội nghị tổng kết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành khen thưởng cho các chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại ASEAN 19, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt cho biết. Hợp đồng với chuyên gia Park Chung-hwan sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2023 và hiện các thủ tục để tái ký hợp đồng đang được tiến hành. Trước đó, Cục Thể dục Thể thao đã gửi công văn tới Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội về việc tiếp tục thuê chuyên gia Park Chung-hwan huấn luyện cho đội tuyển bắn súng Việt Nam đến Olympic 2024. Nội dung công văn ghi rõ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục thuê chuyên gia Hàn Quốc huấn luyện cho đội tuyển bắn súng Việt Nam đến Olympic 2024. Cục Thể dục Thể thao tiếp tục giao nhiệm vụ cho chuyên gia cùng huấn luyện viên xây dựng kế hoạch có thêm từ 1 tháng 2 vận động viên trở lên tham dự Olympic Paris 2024 và phấn đấu có huy chương tại đại hội này. Vì thế, Cục Thể dục Thể thao đề nghị Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội có ý kiến bằng văn bản về việc thực hiện nhiệm vụ của chuyên gia tại trung tâm và gửi văn bản trả lời về Cục Thể dục Thể thao trước ngày 21 tháng 10 năm 2023 và Liên đoàn Bắn súng Việt Nam được biết và phối hợp thực hiện.